Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tiếp tục gặp các anh chị và các bạn trong video này. Bài học này là một bài học ngắn. Tôi sẽ nói về cách chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng. Nếu như khách hàng của chúng ta là các cái cửa hàng, cửa hiệu, các cửa tiệm và các doanh nghiệp. Và tôi giả sử và tôi tưởng tượng ra rằng nếu như khách hàng của anh chị là những cái cửa hàng, cửa tiệm và các doanh nghiệp theo mô hình chúng ta có thể nói là phát triển kênh phân phối hoặc là B2B hoặc là B2C, nhưng mà C này là C các doanh nghiệp hoặc là cũng như là C là những cái đơn vị nhỏ nhỏ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ làm nào? Thì đây là một số những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Bài này tôi nghĩ rất là nhanh. Đầu tiên là các anh chị có thể lên Google, các anh chị tìm các cái danh sách của những cái khách hàng là các cửa hàng, cửa hiệu như thế này. Thí dụ như là các anh chị bán vải, và các anh chị bán vải thì các anh chị sẽ tìm các công ty may, các anh chị sẽ tìm những cái thương hiệu thời trang, đúng không ạ? Các anh chị sẽ tìm những cái xưởng gia công, các anh chị đưa vải cho họ, chào cho họ. Đấy, ý tôi là như thế, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị nhập khẩu một cái sản phẩm về, thí dụ như chúng tôi nhập khẩu giày dép trẻ em, thì chúng tôi muốn phát triển kênh phân phối là một cái đối tượng là các cái chủ shop chuyên bán đồ thời trang trẻ em. Thì chúng tôi sẽ tìm những cái danh sách đó ở trên Facebook, trên Google, chúng tôi lưu ra. Hoặc là chúng tôi phải lượn phố để tìm, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ lượn trên các con phố, chia nhau ra thành các quận, các huyện. Ví dụ như ở Hà Nội, chia nhau ra thành các quận, đi các con phố và tìm những cái địa chỉ đấy. Sau đó là tổ chức cái đội ngũ sale để mà bán hàng, đặc biệt là những cái mặt hàng tiêu dùng. Chúng ta vẫn thấy là họ vẫn thường đi giao nước này, giao bim bim này, giao bánh, giao sữa đấy, vào tất cả các cửa hàng hay nhà hàng tạp hóa hay là cái chợ, đúng không ạ? Hay các siêu thị mini hay là những cái shop kiểu như thế. Thì bắt buộc là chúng ta cũng sẽ phải tổ chức cái đội ngũ này để mà thứ nhất là phát triển khách hàng mới, thứ hai là chăm sóc khách hàng cũ, và thứ ba là gia tăng cái sản lượng bán cho những khách hàng hiện tại. Thế thì ngoài Google và Facebook thì chúng ta buộc phải lượn phố. Sau khi lượn phố có địa chỉ xong thì chúng ta phải tìm cách là tiếp cận với những cái người phụ trách. Bởi vì đôi khi các anh chị đến một cái shop thì cái người mà các anh chị gặp nó chính là nhân viên bán hàng chứ không phải là người chủ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi, chúng ta phải đưa ra cái lợi ích như thế nào để cái người nhân viên đấy người ta cho mình cái số của người sếp. Đấy, thí dụ như là đưa cho họ nói rằng là gì ạ? Là tôi mang đến cho các bạn một giải pháp để tiết kiệm chi phí. Tôi có những cái mặt hàng là sẽ giúp các bạn tăng trưởng doanh số và gia tăng lợi nhuận. Đấy, đây là một việc quan trọng thì hãy nói với sếp của bạn là gọi điện theo số này, hoặc là hãy cho tôi số sếp của bạn. Tất nhiên mọi chuyện nó không dễ như thế, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải thuyết phục. Và muốn thuyết phục được thì chúng ta phải đem lợi ích, chúng ta phải đe dọa và chúng ta phải lấy cảm tình. Bất kể cách nào các bạn phải làm như thế để chúng ta có được cái thông tin của cái người mà chúng ta cần gặp gỡ, được chưa ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến các cái bộ sale kit bán hàng và sử dụng các cái kỹ năng bán hàng trực tiếp để chúng ta chào. Và nói đến đây thì tôi cũng nhớ là ngày xưa mười mấy năm trước khi tôi cũng còn là sinh viên thì tôi đã đèo những cái thùng hàng ở trên cái xe máy để đi chào các đại lý. Thì có những cái đại lý mà người ta gặp tôi thì người ta chán tôi lắm rồi, đúng không ạ? Gặp 5 lần 7 lượt người ta vẫn không nhập hàng. Nhưng không sao cả, tôi không từ bỏ, đúng không ạ? Họ không nhập hàng không sao cả. Đấy, tuần sau mình lại qua, anh ơi, chị ơi, đúng không ạ? Dạo này anh chị thế nào, đúng không ạ? Anh chị đã suy nghĩ về lời đề nghị của bên em chưa? Tiếp tục vẫn chào hàng rất niềm nở. Thế thì họ sẽ lúc đấy sẽ chỉ có hai trạng thái, hoặc là họ sẽ rất chán tôi, không muốn lấy hàng nữa. Thì từ xưa đến giờ họ vẫn không lấy hàng rồi, có vấn đề gì đâu ạ? Đằng nào họ chả từ chối, chả có vấn đề gì cả. Thứ hai là họ sẽ bị tôi thuyết phục, hoặc là chán tôi quá, lấy hàng cho tôi cho đỡ áy náy. Và thế dù với bất kỳ lý do nào mà họ mua hàng thì bạn đã đều thành công. Từ đó nó sẽ đòi hỏi là cái kỹ năng của bạn là phải đeo bám. Tất nhiên đeo bám một cách lịch sự, đúng không ạ? Phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Phải chờ đợi, bởi vì thuyết phục một khách hàng nhập hàng không dễ dàng gì cả đối với việc mà chúng ta đi tìm các cái cửa hàng, cửa hiệu, các shop, các doanh nghiệp để chúng ta thuyết phục. Bởi vì xung quanh họ đã có rất nhiều những cái đơn vị, những cái chỗ mà người ta đã cung cấp rồi. Mình đi vào không phải dễ dàng gì. Đấy. Và chưa kể là gặp được họ rất khó bởi vì họ rất là bận rộn. Thế thì tôi có nhớ một cái câu chuyện là tôi đi chào một cái chuỗi siêu thị bán đồ mẹ bé bây giờ là lớn nhất Việt Nam, thì tôi không tiện nêu tên ra. Thế thì tôi chào họ cũng rất lâu lần,
phải đến 6-7 lần và thời gian rất dài, 2-3 tháng người ta vẫn không nhập hàng của tôi. Vâng, bởi vì người ta cũng thấy rằng là sản phẩm là giá cao rồi thì mẫu mã chưa đa dạng, 10 năm trước mà mẫu mã chưa đa dạng, thế rồi chiết khấu thì thấp, mà họ thì có một cái quy định là vào chỗ của họ thì phải dán tem mác của họ, kiểu kiểu như thế. Và họ cũng họ cũng chưa từ chối, họ vẫn để cái cơ hội để chúng ta hai bên tìm hiểu. Thế thì tôi cứ liên tục hết tuần này rồi 10 ngày sau lại qua và vẫn mang hàng hóa đi, vẫn mang hàng mẫu, vẫn mang catalog, vẫn mang hợp đồng đi chào bình thường, vẫn nói chuyện và thấu hiểu họ thêm. Thế rồi thì dần dần thì họ đã đồng ý để nhập hàng. Bởi vì khi mà thời gian đầu họ không biết tôi, nhưng mà sau đó thì nó cũng rất là tình cờ thôi. Thì là khi mà tôi đến văn phòng trực tiếp của họ thì cái văn phòng mà head office ấy, thì là có rất nhiều nhân viên là đã ra chào tôi là thầy. Bởi vì các bạn nhân viên chính là sinh viên của tôi ở trường đại học. Và anh chị rất là ngạc nhiên là tại sao lại là gọi là thầy, đúng không? Cũng là giáo viên như thế này như khác à. Thế thì họ nhìn nhận tôi là là giảng viên đại học mà lại có công ty kinh doanh, mà lại rất là chịu khó xách cái túi đồ đi. Và tôi đã bị họ từ chối rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn rất là kiên nhẫn, vẫn rất là tiếp tục, vẫn rất là vui vẻ, không thấy có vấn đề gì cả. Thì họ đã quyết định nhập hàng, là một cái đơn hàng cũng khá là lớn. Thì tất nhiên đấy là cái thời điểm ngày xưa, đúng không ạ? Thì còn cái chuyện nhập rồi, sau đấy có bán được không, và đơn hàng có tiếp tục hay không, như thế nào, thì nó phụ thuộc vào chính sách chăm sóc người tiêu dùng cuối cùng, chăm sóc đại lý, đúng không ạ? Chiết khấu rồi chạy chương trình cho đại lý, vân vân. Nó thuộc về chính sách của công ty, nó và cái người sale như chúng ta cũng phải biết cái điều đó để mà trao đổi với ban giám đốc, hay là trao đổi với người phụ trách ở cấp trên của mình để đưa ra cho họ những cái quyền lợi, những cái chương trình hấp dẫn nhất để thúc đẩy sale, thúc đẩy bán hàng, thúc đẩy doanh số. Bởi vì tất cả mọi thứ thì chỉ có thể nói về doanh số thôi. Doanh số gần như là quyết định mọi thứ, đúng không ạ? Người ta vẫn nói là doanh số hay là đào hố chôn mình là vì thế. Thì tôi sẽ xin phép chia sẻ một số cái ý về cái việc chúng ta tiếp cận các khách hàng, là các cửa hàng, cửa hiệu, các chủ doanh nghiệp đấy, theo cái mô hình bán hàng face to face trực tiếp, đúng không ạ? Thì kinh nghiệm của tôi là gì? Mình phải có data, mình phải tìm kiếm khách hàng, mình phải gặp gỡ được người chủ bằng cách vượt qua nó, cái đối tượng là người bán hàng hoặc là các người gác cổng, là bảo vệ hay là thư ký. Mình phải phát triển đội ngũ sale, phát triển chính sách sale, bộ sale kit chuẩn. Và sau đó thì mình bắt đầu mình chào và mình thuyết phục. Để thuyết phục được thì mình phải có nhiều kỹ năng, đặc biệt là sự kiên nhẫn, sự chăm chỉ và sự tỉ tế, thì sẽ giúp chúng ta có thể thành công hơn. Tôi không tin rằng việc các bạn vào một điểm bán mà không bán được hàng là đấy là lỗi của các bạn đâu. Tôi không tin về điều đấy. Tôi không tin rằng là một người mà có thể nói không suốt cả một năm trời đối với các bạn nếu như các bạn bất kiết kiên nhẫn. Còn bây giờ tôi thấy rằng rất nhiều sale là người ta rất là dễ buông khách hàng. Người ta buông, người ta nản, người ta chán, người ta dễ bỏ nghề, bỏ nghiệp. Thì bạn có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng bạn không làm thì không sao cả. Hay là tôi cũng trước khi kết thúc thì tôi cũng sẽ kể một cái ví dụ. Trước đây tôi đi chào vào một cái chuỗi bán đồ mẹ bé khác. Thì chúng tôi bán giày dép trẻ em, thì chúng tôi chỉ có đưa vào các cái chuỗi và một cái trang online thôi. Thế thì hồi đó thì có một cái trang, một cái chuỗi bán online cũng như offline rất là mạnh, tôi cũng không tiện nêu tên. Thì cũng giống cái kịch bản như vậy, tôi gặp gỡ anh chị chủ đấy và chào rất lâu, anh chị vẫn không mua hàng. Bởi vì những cái lý do anh đưa ra là hàng giá cao, khó bán, rồi thì bên anh chỉ bán đồ li ti thôi, kiểu như là dành cho cái đối tượng mới sinh ấy, mới sơ sinh ra ấy. Đấy, sữa bỉm, rồi thì núng ti, rồi thì các cái đồ dùng cho trẻ con nhiều, quần áo, chứ còn giày dép thì bán rất là kém. Thế thì tôi để mà bán được hàng thì tôi đã phải trò chuyện, tôi đã gặp gỡ, tôi đã đi ăn trưa với khách hàng. Đấy, thậm chí tôi còn tham gia vào các cuộc họp với khách hàng, cố vấn, trao đổi với họ về những cái công việc của họ. Ví dụ như là họ làm về digital marketing, họ làm như thế nào, tại sao họ chưa chạy Facebook, tại sao họ làm SEO tốt như vậy, đội ngũ nhân sự của họ là như thế nào, vân vân. Thì tôi đều tham gia vào và cố vấn cho họ. Thì họ thấy là những cái lời tư vấn của mình rất là có trách nhiệm và rất là tốt. Tất nhiên là ý tôi nói là tốt tại thời điểm đấy. Và họ thấy là những cái thông tin mình đưa ra là nó xác thực, và họ kiểm chứng được những cái thông tin đấy là hoàn toàn tốt cho họ.
Thế thì họ cũng sẽ thân thiện với mình hơn, họ cũng sẽ ghi nhận cái tình cảm, cái thiện chí của mình, hay còn gọi là cái ân tình đấy, đúng không ạ? Bạn bàn ban bán thì đây chính là cái phần ban, ban ơn đấy, đúng không ạ? Ban cho đấy. Thế thì khi đó thì cái việc tiếp cận bán hàng nó sẽ dễ hơn, và họ đã đồng ý ký đưa tất cả các sản phẩm của chúng tôi vào chuỗi. Thì đấy là một cái cách mà tôi nói là khi cửa hàng, cửa hiệu hoặc cái chủ doanh nghiệp là khách hàng của bạn thì bạn phải sử dụng cái phương pháp như vậy, là bạn gặp gỡ, bạn tiếp cận, được chưa ạ? Vâng, bạn có thể thiết lập qua email, thiết lập qua cuộc gọi, thiết lập vân vân, gặp trực tiếp và theo đuổi cái kịch bản này, theo đuổi cái case này rất là kỹ giúp tôi nhé. Vâng, ok, nếu mà có cái gì chưa hiểu hay là nếu mà có cái gì mà vẫn chưa thấy hết ý thì hãy liên hệ với tôi ạ, hãy gửi email cho tôi, hãy chat với tôi để cho tôi được học hỏi, để cho tôi được kết bạn với các anh chị thêm, được chưa ạ? Và vẫn một cái câu nói cũ trong các video thế thôi, để chúng ta học hỏi lẫn nhau và chúng ta trao đổi nhau. Miễn là các anh chị là khách hàng của tôi và đang xem video này, các anh chị thấy thỏa mãn, các anh chị thấy học hỏi được và các anh chị áp dụng được, đấy là niềm vui nhất của chúng tôi, là những người cung cấp các dịch vụ như thế này. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học và là giám đốc của rất là nhiều công ty nhỏ nhỏ, công ty khởi nghiệp thôi. Tôi tin rằng những kinh nghiệm của tôi có thể giúp cho anh chị bán hàng tốt hơn, khởi nghiệp tốt hơn và doanh thu cũng tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.